các bạn, trong video ngày hôm nay ẩm thực miền quê mình mời các bạn cùng vào bếp để làm một loại sinh tố mát bổ cho ngày hè mà không bị nóng nhé. Đó là sinh tố mít sữa chua, ngọt mát cho ngày hè mà lại đầy đủ dinh dưỡng. Các nguyên liệu để làm cái món sinh tố này thì mình mời các bạn cùng làm với mình ạ. Đây các bạn, để làm sinh tố mít nhé thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình một miếng mít này ạ. Khoảng độ 200g mít, các bạn cho mình một hộp sữa tươi nhé. Và một hộp sữa chua. Muốn ăn ngọt nữa thì các bạn có thể dùng đường. Hoặc là các bạn dùng sữa ông thọ nữa cũng được. Vì đây mình đã là sữa tươi có đường rồi. Và cái sữa chua mình cũng loại dùng loại là sữa chua có đường nhé. Và mít đã ngọt rồi nên là mình không dùng nữa. Và mình cho vào đây vài viên đá nữa để cho nó mát nhé. Các bạn sẽ cho vào trong cối xay cho mình nhé. Xong mình xay cùng mít luôn cũng được. Mít các bạn sẽ bóc vỏ ra mình và mình bỏ cái phần hạt mít đi các bạn nhé. Cái sơ này mình có thể ăn luôn. Sơ ăn rất là ngọt các bạn ạ. Nhiều chị em phụ nữ chúng ta nghĩ là khi mình ăn mít ý, nó sẽ nóng khi ngày hè nóng nực, sợ mụn nhọt hay rôm sảy, nhưng mà không phải đâu các bạn ạ. Vì trong mít này nó có chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng và các vitamin A, vitamin C, vitamin E nhé, cho nên các bạn ăn mít không nóng mà nó lại còn là một nguồn cung cấp dinh dưỡng rất là dồi dào cho cơ thể chúng ta. Chỉ có những trẻ con bị mụn nhọt ấy, thì nó đang bị, thì các bạn nên tránh không cho các con ăn mít. Còn đâu chúng ta không bị mụn nhọt gì cả thì mình ăn mít thoải mái ạ. Mà ăn mít các bạn không lo vì béo nhé, vì hàm lượng nó ngọt, cứ nghĩ là ngọt thì sẽ béo, nhưng vì hàm lượng đường này nó không hòa tan ấy, cho nên là không lo gì béo cả. Cho nên là mình có thể làm sinh tố mít này, các bạn xay và mình cất vào trong tủ lạnh. Mình có thể là lúc nào đi nóng về là mình lấy ra là mình có cốc sinh tố mít rồi. Hoặc là mình có thể là mình xay cùng đá này luôn thì không cần phải cất vào trong tủ lạnh, mình thưởng thức luôn cũng được. Mít thì bây giờ mít Thái cũng nhiều, mà mít quê cũng như mình ở miền Bắc ấy, mít quê cũng bắt đầu có rồi đấy ạ. Thì thời tiết nóng nực ấy, chúng ta không muốn ăn nhiều thức ăn ấy, thì chúng ta có thể là ăn mít này, nó sẽ làm cho chúng ta có đầy đủ dinh dưỡng. Cái hạt mít này cũng có tác dụng rất là tốt đối với sức khỏe của chúng ta nhé. Và mình sẽ có video nói về tác dụng của hạt mít đối với sức khỏe chúng ta như thế nào. Và nhớ là khi các bạn bóc hết những hạt mít mít này xong ấy, mình cất vào tủ lạnh ấy, thì các bạn nên là mình sẽ xem đậy kín nó lại nhé, thì cái mùi mít này nó không bị ra tủ lạnh, không làm cho tủ lạnh của chúng ta nó có những cái mùi khó chịu ạ của hạt mít nó gây ra, của mít gây ra. Đây ạ, bây giờ mình sẽ cho cái hộp sữa tươi nhé. Sữa chua các bạn cũng cho ra cho mình.
Rồi bây giờ mình sẽ đem lên mình xay. Đây các bạn, khi mình xay xong nhé, các bạn sẽ cho ra cái cốc cho mình. Khi sữa của mình nhiều ấy thì nó sẽ làm cho mít nó không sinh tố, nó không được màu vàng hẳn ấy. Đấy, vì sữa chua và sữa tươi ạ. Nó đầy quá, mình bớt ra. Mình mời các bạn thưởng thức nhé, rất là ngon ạ. Bây giờ ấy, mình có thể cho lên trên này một ít sữa các bạn nhé. À quên, một ít mít mà các bạn có thể xé sợi hoặc là mình cắt nhỏ ra. Đây ạ, mình cắt nhỏ như thế này ra nhé. Vì cách làm sữa chua mít như thế này rất là đơn giản, các bạn có thể làm cho gia đình nhà mình ăn nhé. Đây ạ, mình đã được một ly sữa chua mít như thế này rồi. Và các bạn có thể trang trí lên trên cái cốc sữa sinh tố sữa chua mít này bằng cái ngọn rau bạc hà nhé. Đây các bạn, như vậy mình là mình đã làm xong cốc sinh tố sữa chua mít. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ, để xem những video mới nhất của mình nhé, với giá trị dinh dưỡng của nó rất là cao, vừa cho sức khỏe và gia đình mình.